Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Học lời Chúa với một cái chủ đề đó là làm thế nào để thoát khỏi nợ nần tài chánh. Thưa quý mài chị em, một trong những phước lành mà Đức Chúa Trời Ngài hứa ban cho dân sự của Ngài, khi họ mà vâng lời Đức Chúa Trời thì họ sẽ sống một đời sống sung mãn và dư dật, họ sẽ không phải vay mượn ai, nhưng mà trái lại họ sẽ còn cho nhiều nước vay mượn nữa. Ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 28 câu 12 chép rằng là Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em và ban phước cho mọi công việc của tay anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay, nhưng anh em không vay mượn ai cả. Cảm ơn Chúa, đây là lời hứa mà Chúa Ngài hứa rằng ai vâng theo lời của Chúa, sống theo lời của Chúa một cách trung tín thì người đó sẽ được phước là như vậy. Và đây chính là ý muốn Đức Chúa Trời dành cho mọi con dân của Chúa. Tự do khỏi nợ nần tài chánh, không vay mượn ai, thì đó là một trong những phước lành mà Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta tin cậy và vâng lời. Và Kinh Thánh lặp đi lặp lại khá nhiều lần về điều này, thưa quý mài chị em. Ở trong Tân Ước, sứ đồ Phaolô một lần nữa cũng chép ở trong Roma đoạn 13 câu 8 rằng là đừng mắc nợ ai gì cả ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu thương người lân cận là làm trọn kinh luật. Đây là trong bản dịch dịch mới. Tôi xin đọc ở trong bản dịch cũ, trong bản dịch truyền thống như thế này, ở trong Roma đoạn số 13 câu 8. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. Thưa quý mài chị em, lời của Chúa Ngài khích lệ chúng ta đó là chúng ta hãy sống một đời sống đừng mắc nợ ai gì hết. Nhưng mà chúng ta có thể mắc nợ nhau tình yêu thương. Chúng ta hãy nợ nhau tình yêu. Và chúng ta biết rằng là đời sống của chúng ta, mỗi người cũng đang mắc nợ Chúa Giê-xu một mạng sống, đúng không ạ? Chúa Giê-xu Ngài đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta và Ngài đã hy sinh một sự sống rất là quý của Ngài cho nhân loại. Và mỗi người chúng ta đều nợ Chúa một cuộc đời. Cho nên chúng ta cần phải sống theo ý muốn của Chúa và cuộc đời của chúng ta đã thuộc về Ngài. Chúng ta cần phải sống theo ý muốn của Ngài. Nhưng mà quý mài chị em, buổi chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ sứ điệp này để giúp cho quý mài chị em được phước ở trong đời sống tâm linh của chúng ta, và cũng như được phước ở trong tài chánh của chúng ta nữa, quý mài chị em. Đức Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể cho người khác mượn và không bao giờ vay mượn ai cả. Đức Chúa Trời Ngài muốn cho mọi con cái của Ngài được tự do khỏi tất cả những món nợ, dù đó là nợ tội hay là nợ tiền hoặc là bất cứ một hình thức nợ nần nào. Chúa Giê-xu Ngài muốn chúng ta được biến đổi từ một con nợ trở thành một nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta. Anh chị em có muốn được trở thành nguồn phước của Chúa không, anh chị em? Dạ, và Chúa Ngài muốn chúng ta trở thành một người nợ lời của Chúa chứ không phải là nợ đời. Nợ lời chứ không phải là nợ đời. Dạ, cảm ơn Chúa. Ở trong Samuel thứ nhất đoạn số 22 câu 1 trên câu 2, chúng ta thấy được hình ảnh của David đã nhờ ơn của Chúa để biến đổi những người đi theo ông. Lúc ban đầu họ là những con người nợ nần, những con người mắc nợ, những con người có tấm lòng sầu khổ. Nhưng mà sau một thời gian họ trung tín đi theo David và phục vụ David, thì những người đó đã trở thành những con người đầy ơn và trở thành những tướng lĩnh hàng đầu ở trong Israel. Tôi sẽ đọc lời của Chúa trong sách Samuel thứ nhất đoạn 22 câu 1 trên câu 2 như thế này. David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người. Phàm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sầu khổ cũng đều nhóm họp cùng người, và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Anh chị em thấy không ạ? Lúc ban đầu đó, David được Chúa Ngài sức dầu cho để mà giết Goliath. Rồi sau cái công trạng đó thì đã có rất là nhiều người đã tình nguyện đi theo David để mà phục vụ cái khải tượng mà Chúa đặt để cho đời sống David. Và những con người này lúc ban đầu họ là những con người có một tấm lòng như thế nào, quý mà chị em? Cùng khốn, rồi sầu khổ và mắc nợ. Và trong 13 năm, tức là từ năm mà David giết Goliath, tức là năm 17 tuổi đó quý mà chị em, cho đến khi mà ông ngồi ở trên cái ngai vàng của vua Israel, thì đó là năm 30 tuổi. Từ 17 tuổi cho đến năm 30 tuổi, tức là 13 năm, David đã đi theo Chúa và đã được tôi luyện ở trong đồng vắng. Thì trong 13 năm đó, những con người này được trở thành những tướng lãnh và có một đời sống rất là phước giống như David vậy, quý mà chị em. Và chúng ta thấy rằng là để giải quyết được những cái nan đề gánh nặng tài chánh, nhất là những cái món nợ đó quý bà chị em, nó cũng cần phải có thời gian. Thời gian để cho Chúa Ngài có thể đặt những cái nền móng, những viên gạch quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta và trong đời sống đức tin của chúng ta nơi tài chánh. Bởi vì nan đề nó cũng là một trong những cái cơ hội mà Chúa Ngài đem đến để chúng ta có thể đến gần với Chúa hơn, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được lời của Chúa ở trong những lúc mà chúng ta gặp nan đề. Nghèo đói thường đi đôi với nợ nần. Nhưng mà cho dù là nó ở mức độ như thế nào chăng nữa thì nghèo đói nó vẫn luôn luôn là một hình thức của sự nô lệ. Nợ nần là một hình thức của sự nô lệ.
Khi mà chúng ta làm theo những nguyên tắc của Chúa thì chúng ta có thể phá vỡ những cái sự kìm kẹp của nghèo đói và nợ nần. Cái điều đầu tiên để chúng ta có thể thoát khỏi cái sự nợ nần ở trong tài chánh đó quý mà chị em, thì chúng ta cần phải phó thác bản thân, tài chánh, gia đình và cuộc sống của chúng ta cho Chúa Jesus Christ. Chúng ta hãy sẵn lòng để sống theo những nguyên tắc của Đức Chúa Trời và tìm kiếm lời của Ngài trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong tài chánh của chúng ta, công ăn việc làm của chúng ta. Quý mà chị em, chúng ta cần phải chân thật với Chúa rằng là: Chúa ơi, trong những ngày vừa qua con đã có vi phạm trong lĩnh vực tài chánh, khiến cho tài chánh của con không được phước và thậm chí là bị rủa xả nữa. Con bị nợ nần, bị người ta giật nợ, rồi con bị thiếu lên hụt xuống là bởi vì cớ con đã không sống theo đúng lời của Chúa. Và anh chị em ơi, chúng ta cần hãy dò xem lại trong đời sống của chúng ta cái chỗ nào mà cái túi của chúng ta nó bị lủng và khiến cho tài chánh từ đó nó bị thất thoát. Có thể có những cái tội lỗi như là cờ bạc đỏ đen, số đề, đá gà, cá độ, rồi casino, rồi gì nữa quý mài cho em. Một trong những cái hot nhất mà nhiều con cây chúa ngày hôm nay tôi thấy ở những tỉnh thành lân cận thành phố Hồ Chí Minh đó. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái việc này thì nó ít, nhưng mà ở các tỉnh miền quê thì nó nhiều, đó là chơi hụi. Và khi mà chơi hụi với nhau như vậy đó quý mài cho em, đa phần con cây chúa chơi với lại người ngoài thế gian. Và khi mà mình chơi với lại chơi hụi hè với lại những người ở ngoài thế gian đó quý mài cho em, thì chúng ta thường hay là những người bị chịu nhiều cái thiệt thòi nhất. Bởi vì thế gian thì nó gian như thế. Khi mà mình chơi vài trăm ngàn hoặc là vài triệu á, thì cái mức độ nó còn nhỏ, người ta chưa có tham. Nhưng mà khi mà cái con số bắt đầu nó lên tới 7 con số 0 đó quý mà chị em, bắt đầu người ta tham. Và tôi biết có những người họ bị giật nợ, bị giật hụi là bởi vì cớ họ chơi những cái dây hụi lên tới hàng trăm triệu hoặc là hàng tỷ đó quý mà chị em, và cứ phải đóng hụi chết vào trong cái đường dây giật nợ đó, giật hụi đó. Mà nhiều khi mình bị giật cho nên là mình cũng giật người ta luôn. Trong cái hoàn cảnh đó mình không có tiền để mình trả cho người khác, cho nên là nguyên một giây đó quý mà chị em. Như vậy thì ở trong cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta phải làm sao quý mà chị em? Giả sử nếu chúng ta là người bị hại như vậy, thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta cần phải xem xét lại ở trước mặt Chúa, hãy quỳ gối và thành thật với Chúa rằng là: Chúa, con đã sai lầm ngay chỗ chơi hụi như vậy. Câu hỏi đặt ra đó là: Cơ đốc nhân ngày hôm nay có nên chơi hụi hay không? Đây là một cái câu hỏi khá là nhạy cảm và tế nhị. Dĩ nhiên Kinh Thánh nói rằng là chúng ta được có quyền để chúng ta làm mọi sự, đúng không ạ? Mọi sự tôi có phép làm, mọi sự tôi đều có phép làm hết, nhưng mà chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Mọi sự tôi có phép làm nhưng mà chẳng để sự gì nó làm gương xấu cho Chúa. Anh chị em ơi, nếu chúng ta có sự do trong Chúa, chúng ta có quyền để chúng ta thậm chí chơi hụi, Chúa không cấm chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy xem xét rằng là nếu mà tôi tham gia vào trong những đường dây hụi mà với một cái tỷ lệ lời cao như vậy, mà giả sử nó có cái chuyện gì nó xảy ra, nó trục trặc, nó bất chắc nó xảy ra, thì chúng ta phải tính trước là cái điều đó nó có làm sáng danh Chúa hay không. Thứ hai là chúng ta có thể trả được những cái món nợ nếu mà cái sự bất chắc đó nó sẽ xảy ra. Mà khi mà tôi suy nghĩ càng sâu vào trong cái vấn đề mà chơi hụi đó quý mà chơi, tôi thấy rằng là nó có nhiều cái rủi ro hơn là những cái mình được lợi. Và chúng ta trở lại với cái câu hỏi khi nãy, đó là chơi hụi có được phép hay không. Thì điều này Kinh Thánh nói rằng là mọi sự chúng ta đều có phép làm. Chúa không ép chúng ta là bỏ, hay là Chúa không khích lệ chúng ta tiếp tục. Nhưng mà theo như cái sự chỉ dẫn của Chúa đối với tôi tuyệt đối tôi không tham gia. Gia đình tôi cũng không tham gia. Và là mục sư trong hội thánh thì tôi cũng khích lệ những tín hữu trong hội thánh tôi quản nhiệm cũng không nên tham gia. Bởi vì nó có nhiều cái hại hơn là cái lợi quý mà cha. Nếu mà con cái Chúa yêu mến Chúa, trung tín với Chúa mà chúng ta chơi hụi cùng với nhau á, để giúp đỡ lẫn nhau trong hội thánh á, quý mà cha em, tôi thiết nghĩ rằng điều đó nó tốt. Nhưng mà bởi vì cớ chúng ta chơi với người ngoài thế gian, và người ngoài thế gian thì họ không có Chúa, cho nên là cái sự thay đổi nó rất là nhanh. Cho nên nó sẽ rất là nhiều nguy cơ, và chúng ta sẽ là cái người bị thiệt hại nhiều hơn. Cho nên anh chị em chúng ta cần phải suy nghĩ thật là thấu đáo vấn đề này. Và cái điều song song bên cạnh đó quý mà anh chị em, đó là cái sự tham lợi mà ma quỷ nó đem vào trong lòng của chúng ta nếu chúng ta là những người thường xuyên chơi hụi. Ở trong Colossae có nói rằng là chúng ta cần phải làm chết đi tất cả những chi thể của chúng ta ở nơi hạ giới,
Và cái sự tham lam cũng cần phải làm chết đi, bởi vì nó chẳng khác gì thần tượng. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu số 5 chép rằng là: vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Như vậy thì cái sự tham lam đó là cái vấn đề mà Chúa Ngài muốn chúng ta phải xử lý nó. Và khi mà Chúa Ngài xử lý cái sự tham lam ra khỏi chúng ta rồi đó quý mài cho em, thì mọi thứ nó đều sẽ được trở nên công chính và thánh sạch. Bởi vì có sự tham lam hay là sự tham tiền, cho nên trên đời này cái gì nó cũng tội lỗi cả. Hai con gà nó đá nhau ở trong tự nhiên thì bình thường đúng không ạ? Nhưng mà cái người mà tham lam đó thì họ bắt đầu suy nghĩ ra cái việc cá độ. À, tôi bắt cái con gà này nè, anh bắt con gà kia đúng không? Rồi hai con đá nhau, con nào thắng thì anh chung cho tôi. À, cái chuyện mà đá gà đó là cái chuyện mà tự nhiên ở trong cuộc sống. Chúa dựng nên nó như vậy, nhưng mà bởi vì con người chúng ta có cái máu đỏ đen, chúng ta nhìn thấy cái việc nó đá nhau là chúng ta lại bắt đầu nghĩ đến cái việc mà chúng ta kiếm tiền hoặc là xin lời từ đó. Bóng đá thể thao đó là cái chuyện nó rất là thanh sạch, bình thường. Đó là một cái việc thi đấu rất là bình thường, nhưng mà cái người tham lam họ nhìn vào trong một cái trận đấu, họ suy nghĩ ra nhiều cái bắt cược, cá độ để hơn thua với nhau. Nhẹ đó thì họ cá với nhau, chẳng hạn giờ đội nào mà đá vô lưới trước á thì chung tiền nước. Chung tiền nước mấy chục ngàn thôi. Vui thôi, nhưng mà mạnh hơn nữa thì chung vài triệu hoặc là nhiều hơn. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái vấn đề tham lam đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải xử lý ở trong tâm lòng của chúng ta. Con cái Chúa, chúng ta hãy cầu xin Chúa Ngài tẩy sạch chúng ta khỏi tất cả mọi sự tham lam, anh chị em. Rồi khi lòng của chúng ta được ngay thẳng và chân thật ở trước mặt Chúa, không tham lợi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi thứ xung quanh của chúng ta nó sẽ trở về với cái quỹ đạo rất là bình thường. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng làm việc và chúng ta cũng có thể có lợi, chứ không phải chúng ta chỉ tham gia vào trong cái chỗ đó chúng ta mới có lợi, quý mài chị em. Và khi mà chúng ta được tẩy sạch khỏi mọi sự tham lam đó, anh chị em, chúng ta sẽ trở nên siêng năng và tích cực hơn ở trong mọi công việc. Đi đâu chúng ta cũng làm việc một cách sốt sáng và hết lòng, giống như Joseph vậy đó, anh chị em. Ở trong nhà hoặc là ngoài đồng ruộng, hoặc là thậm chí bị thảy vào trong tù, thì ông cũng siêng năng, tích cực và làm việc và được phước. Và Chúa Giêsu Ngài cũng đã đến thế gian này và rao năm ban ơn, tức là năm thi ân cho những kẻ tin Ngài. Và đó là năm tự do, năm được giải phóng khỏi tất cả mọi món nợ, từ nợ tội cho đến những cái bệnh tật và những món nợ ở trong tài chánh của chúng ta. Chúa Giêsu Ngài đều trả hết thay chúng ta, quý mài cho em. Do đó, sự trả giá của Chúa Giêsu Christ ở trên thập tự giá không chỉ giải phóng chúng ta khỏi mọi món nợ tội lỗi mà chúng ta không thể trả được, nhưng mà Ngài còn giải phóng chúng ta khỏi mọi món nợ khác ở trong cuộc đời của chúng ta, trong đó có bệnh tật và những sự nợ nần. Ở trong châm ngôn 22 câu 7 chép rằng là: kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Nếu mà chúng ta còn mắc nợ người khác thì chúng ta, theo câu thánh này nói với chúng ta rằng là chúng ta chính là đầy tớ của cái người đó, và không thể mà tập trung thì giờ sức lực để làm đầy tớ cho Đức Chúa Trời được. Và Chúa Giêsu Ngài cũng có nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 6 rằng là: không ai được phép làm tôi hay chủ. Ở trong câu 24, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24 chép rằng là: chẳng ai được làm tôi hay chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Ma môn ở đây đó là money, tức là tiền bạc. Người Việt của chúng ta thì không có Chúa đó, chúng ta thường hay thờ thần tài đúng không ạ? Thần tài thổ địa. Và thần tài thổ địa đó chính là ma môn đó, quý mài trang. Bất cứ một cái cửa hàng nào khi mà khai trương hoặc là mở ra thì người ta thường hay cúng cho thổ địa hoặc là thần tài để buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt gì đó. Và chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu Ngài đang so sánh cái sức mạnh của ma môn với sức mạnh của Đức Chúa Trời, quý mài trang. Và đồng tiền ngày hôm nay trên thế giới nó có một cái sức mạnh khủng khiếp. Nếu một người không có tin Chúa thì người đó sẽ nhờ cậy sức mạnh của đồng tiền. Và chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay đồng tiền nó chi phối rất là mạnh ở trên thế giới của chúng ta. Do đó ma quỷ nó sử dụng đồng tiền để nó xui khiến và nó cai trị cho thế giới này. Ai chịu sắp mình xuống trước nó sẽ cho người đó có tiền và tiền bất chính rất là nhiều. Nhưng mà hãy nên nhớ rằng là ai mà nhờ cậy ma quỷ để được giàu có đó, thì đến cuối cùng người đó sẽ bị ma quỷ nó lấy lại và nó sẽ hủy diệt chính người đó. Nhưng mà chúng ta là tôi tớ Đức Chúa Trời, chúng ta là người phục vụ Chúa. Chúa Ngài hứa rằng là phước hạnh và sự sót của Chúa sẽ theo chúng ta luôn. Và nếu Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ chúng ta sẽ không thiếu gì hết, quý mài chèm. Ở trong Thi-thiên đoạn 23 câu 1 chép rằng là: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ không thiếu thốn gì. Phao-lô khi ông hầu về Chúa thì ông cũng nói rằng là: tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự mọi nơi tôi tập cả, dầu no hay là đói, dầu dư hay là thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi.
Một người hầu vì Chúa đầy ơn quyền năng như là Phaolô. Tôi nghĩ nếu mà giả sử chúng ta mà là Phaolô đó, chúng ta làm sao mà nghèo được, đúng không ạ? Mình cầu nguyện búng tay cái là Chúa khiến cho có thức ăn, rồi có gạo, rồi có đầy đủ hết, đúng không quý bà chị em? Có thể đó đúng ở trong cái suy nghĩ của chúng ta, nhưng mà nó không đúng. Bởi vì nếu mà làm như vậy thì chúng ta sẽ không còn có sự nhờ cậy Chúa được. Và Chúa ngài cho phép Phaolô có những cái sự thiếu thốn để Phaolô sẽ phải quỳ gối và nhờ cậy ơn điện của Chúa nhiều hơn. Đức Chúa Trời của chúng ta ngài không hoạt động giống như ông thần đèn. Chúng ta coi Aladdin và thần đèn đó, chỉ cần mà rờ cái đèn, ông thần đèn xuất hiện hỏi bây giờ ngươi ước cái gì, người này ước cái này ước cái kia là ngay lập tức có liền quý mà cha. Không, Đức Chúa Trời của chúng ta quyền năng hơn thần đèn, nhưng mà ngài không bao giờ trả lời chúng ta theo cách như vậy quý mà cha. Ngài trả lời theo thời điểm của ngài và theo cách của ngài, bởi vì ngài là Chúa và chúng ta cần phải đầu phục ý muốn của ngài. Do đó chúng ta hãy luôn luôn dành thời gian để chúng ta tìm kiếm lời của Chúa. Thay vì chúng ta tìm kiếm những cái điều ở trong thế gian này để thỏa mãn cho dục vọng của chúng ta, nhưng mà hãy tìm kiếm lời của Chúa. Và khi chúng ta ham thích đọc lời của Chúa quý mà chị em, thì Đức Thánh Linh ngài sẽ dẫn chúng ta từ lẽ thật cho đến lẽ thật, từ đức tin cho đến đức tin, và từ vinh hiển qua vinh hiển. Chúng ta sẽ thấy rằng là lời của Chúa sẽ đem lại đức tin và giải phóng chúng ta ra khỏi những cái món nợ và thiếu thốn ở trong tâm linh và cũng như trong thể xác của chúng ta. Chúa muốn cho chúng ta có thời gian để chúng ta nghiền ngẫm lời hứa của Chúa. Chứ chúng ta không có dành thời gian để chúng ta chạy tới chạy lui, rồi chúng ta tìm cách để mà chúng ta giải quyết nan đề của mình. Đến khi mà giải quyết không xong nữa, lúc bắt đầu thôi Chúa bây giờ con bó tay rồi, con quỳ gối, con đầu hàng. Quý mà trẻ ơi, hãy khôn ngoan để chúng ta đặt để Chúa ngài là đấng đầu tiên ở trong mọi nan đề của chúng ta. Đừng để đến khi mà đến cuối cùng rồi, giờ mục sư ơi bây giờ cầu nguyện thôi. Còn tại sao lúc bắt đầu mình không chỉ cầu nguyện mà đến khi cuối cùng gọi là hết đường binh rồi chúng ta bắt đầu mình mới cầu nguyện? Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta để Chúa ngài luôn luôn là trước hết ở trong mọi nan đề của chúng ta. Dù chúng ta nợ vài chục ngàn hay là vài chục triệu đồng đi chăng nữa, thì Chúa ngài vẫn luôn luôn là đấng tiếp trợ và giải cứu cho nan đề của chúng ta. Amen không anh chị em? Dù là nan đề lớn hay nhỏ, xin Chúa ngài cho chúng ta luôn biết tin cậy Chúa, để chúng ta có thể luyện tập một tấm lòng tin kính, để đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm được mọi phước hạnh dư dật ở trong ơn của Chúa. Ở trong Philip đoạn 4 câu 6 chữ câu 7 chép rằng là chớ lo phiền chết, nhưng mà trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình cái sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng với tử anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa khích lệ chúng ta rằng là đừng có lo phiền, nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện và nài xin cùng với lời sự cảm tạ biết ơn Chúa, đồng quyên mà chè. Thì chính cái sự cầu nguyện có một sự cảm tạ biết ơn Chúa trong đức tin như vậy, thì Đức Chúa Trời ngài sẽ nhận lời cầu xin của chúng ta và chúng ta sẽ được sự bình an của Chúa. Ê-sai đoạn 25 câu 4 chép rằng là vì ngài là nơi bình vững cho kẻ nghèo, đôn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đục cho khỏi bão, chỗ mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão xông vào tường thành. Chúa ngài chính là cái nơi để chúng ta có thể nương náu và chúng ta có thể ẩn nấp ở trong những lúc mà khó khăn và thiếu thốn. Chúa nói rằng là ngài chính là nơi bình vững cho những kẻ nghèo. Ở đây có ai là nghèo không? Ở trong tâm linh có thể chúng ta không nghèo, nhưng mà trong thuộc thể chúng ta có thể nhìn thấy mình nghèo, đúng không quý mà chị? Chúng ta giàu ở trong thiên đàng, nhưng mà ở trên đất này có thể chúng ta là những người không phải giàu. Có thể trong mắt của mọi người xung quanh chúng ta, họ nhìn thấy chúng ta là những người nghèo, và thậm chí đôi khi chúng ta cũng nhìn thấy mình là người nghèo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là sứ đồ Gia Cơ đó, khi mà ông nói về những người nghèo đó, thì Gia Cơ nói rằng là những người nghèo lại là những người có cái cơ hội để được Chúa ngài thăm viếng và được Chúa thay đổi trở nên giàu có ở trong thuộc linh. Chúng ta xem ở trong Gia Cơ đoạn số 2, Gia Cơ đoạn số 2 câu số 5 chép như thế này: hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế từ nước ngài đã hứa cho kẻ kính mến ngài hay sao? Anh chị em thấy không, Chúa ngài chọn những cái người nghèo ở trong thế gian này nè để khiến cho họ trở nên giàu có trong đức tin và kế tự nước của Chúa, tức là kế tự nước thiên đàng đó quý mà cho em. Những cái phước hạnh, những phúc lợi ở trong thiên đàng cũng sẽ được ban cho chúng ta khi chúng ta yêu mến Chúa. Tuyệt vời quá. Như vậy thì cảm ơn Chúa, Chúa đã khiến cho chúng ta từ nghèo mà được trở nên giàu có, bởi vì Chúa ngài lấy cái vị trí nghèo khổ của chúng ta ở tại thập giá. Chúng ta không còn là những người bị rủa xả và nghèo thiếu nữa, nhưng mà chúng ta sẽ được đổi đời khi chúng ta có đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Và tiến trình này nó cần có thời gian quý mà cho em. Nếu mà quay ngược lại bánh xe lịch sử cách đây khoảng chừng tầm 30 năm về trước, lúc đó tôi khoảng chừng tầm 7-8 tuổi đó quý bà chị em. Lúc đó gia đình của chúng tôi rất là nghèo,
Ba mẹ tôi cũng không có một cái nhà nào đứng tên nữa quý mà cho em. Nhà nước họ cấp một cái nhà ở tạm cho mẹ của tôi, bởi vì mẹ tôi làm việc ở trong trung tâm y tế quận 5, là cán bộ công nhân viên chức, cho nên là được nhà nước cho cái nhà ở. Và ba mẹ tôi thì không có một cái nhà nào để đứng tên cả. Nó khổ như vậy đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, từ năm mà chúng tôi biết Chúa là năm 1997 á, khoảng đó thì bắt đầu ba mẹ tôi biết lẽ thật của Chúa và bắt đầu dâng hiến, làm theo lời của Chúa, dâng hiến rồi ban phát, ban ra rất là nhiều. Và cảm ơn Chúa là sau hơn 10 năm thì Chúa ban phước cho ba mẹ của tôi, từ một cái nhà mà ở tạm, ở gọi là ở đậu đó quý vị, mà Chúa khiến cho nhà nước họ đã hóa giá, tức là hợp thức hóa cái nhà đó để ba mẹ tôi đứng tên và có thể bán được cái nhà đó. Và khi mà bán được cái nhà đó ở tại quận 5 thì bắt đầu có tiền để mà mua cái nhà khác. Và đó là cách mà Chúa ban phước cho gia đình của chúng tôi. Từ chỗ là không có nhà ở, không có cái tài sản gì lớn đứng tên cả, nhưng mà Chúa đã khiến cho phép lạ xảy ra quý mà cha. Và khi mà chúng tôi nhìn lại cái lịch sử như vậy, chúng tôi biết ơn Chúa, bởi vì tại trong cái chỗ nghèo thiếu như vậy thì ba mẹ chúng tôi, gia đình của chúng tôi đã tìm đến với Chúa và nhờ cậy Chúa. Nếu mà quý vị nhìn vào trong hiện tại, quý vị thấy ô, gia đình của chúng tôi được phước quá, có nhà cửa rồi có tài sản, nhưng mà quý mà cho em đâu có biết rằng là cái quá khứ chúng tôi phải khổ như thế nào. Cảm ơn Chúa, bởi vì đó là lòng thương xót của Chúa dành cho gia đình chúng tôi. Cho nên buổi chiều hôm nay tôi đứng ở đây, tôi chia sẻ lời của Chúa để khích lệ quý mà cho em, những ai chúng ta chưa có nhà ở, hoặc là chúng ta đang phải sống ở trong sự khó khăn giống như là mình đang ở trong đồng vắng, mình chưa vào trong xứ hứa, thì anh chị em ơi, chúng ta hãy nhờ cậy Chúa và hãy dâng hiến. Hãy dâng hiến quý mà cho em. Gia đình của chúng tôi đã kinh nghiệm được cái sự thoát nợ và kinh nghiệm được cái sự thịnh vượng là bởi vì chúng tôi dâng hiến. Chúng tôi không chờ đồng tiền nước ngoài họ tiếp trợ hay là viện trợ cho gia đình chúng tôi, hoặc là chúng tôi nhờ cậy ai cả, nhưng mà chúng tôi chỉ làm theo đúng lời của Chúa. Đúng 10 năm sau quý mà cho em, tức là từ năm mà tôi 11 tuổi gia đình chúng tôi tin Chúa cho đến năm 21 tuổi đó quý vị. Tôi ngồi trước mặt ba mẹ tôi và tôi nhìn thấy mười mấy cây vàng mà Chúa ban cho ba mẹ của tôi khi mà ba mẹ của chúng tôi vừa mới nhận tiền bán xong cái nhà đó. Và chúng tôi phải nói là mừng muốn khóc, bởi vì đó chính là cái dấu ấn mà Chúa ngài ban phước gia đình chúng tôi. Quý mà cha em ơi, hãy có lòng tin nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúa ngài luôn luôn tốt lành. Amen. Người thế gian họ nghĩ rằng là tôi giàu là bởi vì ai cho tôi, nhưng mà người của Chúa đó quý mà cha em sẽ nghĩ rằng là tôi giàu thì tôi phải ban ra, và tôi càng ban thì tôi sẽ càng được phước nhiều hơn. Và dân hiến một người đó luôn luôn là một cái chìa khóa để khiến cho chúng ta có thể mở cửa sổ lên trời ra, và phước hạnh của Chúa ngài tuôn xuống dư dật ở trên đời sống của chúng ta. Như vậy thì bên cạnh cái sự cầu nguyện thì chúng ta cũng hãy dâng hiến. Khi bạn dâng hiến cho Chúa và tin cậy ngài thì ngài sẽ đưa bạn ra khỏi những sự ràng buộc về nợ nần để bước vào trong nơi phước hạnh và dư dật của Chúa. Ngài sẽ mở rộng cửa cho bạn, ban cho bạn những ý tưởng đúng đắn để vượt qua những hoàn cảnh của mình. Và chúng ta phải tin cậy Chúa, chờ đợi ngài sẽ trả lời cho mọi nhu cầu của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay thì tôi nhìn thấy có một cái thực trạng, đó là có những con cái Chúa họ không muốn dâng hiến 1/10, nhưng mà vẫn muốn được phước của Chúa. Và họ có một cái chiêu, tôi gọi cái chiêu đó là họ tìm những mục sư nào mà có cái ơn đặc biệt cầu nguyện để được giải phóng ra khỏi nan đề đó. Nhờ mục sư đó đặt tay cầu nguyện cho, và thế là họ nhận được phước và họ được giàu có, thành công, thịnh vượng, không cần phải dâng hiến 1/10. Công nhận cái chiêu này cũng hay không quý mà chị em? Tức là không cần dâng hiến luôn, không cần làm theo lời của Chúa, nhưng mà nhờ mục sư nào nó được sức giàu đặc biệt đó, cầu nguyện cho một cái là đổi đời. Có, tôi thấy có những người họ đồn với nhau như vậy đó, họ nói ô, phải tới ông sư đó, gặp cái người được sức giàu đó để cầu nguyện cho, là không cần phải tốn đồng xu nào hết. Tôi còn qua thánh kia hả, dân hiến này dân hiến kia, dân hiến xây dựng nhà thờ rồi xây cái này xây cái nọ, sao thay Chúa mà sao tôi thấy tôi hao nhiều hơn là tôi có từ nơi Chúa. Quý mà cha em ơi, tôi chỉ chia sẻ sứ điệp này dành cho những người yêu mến Chúa, và nếu mà những người mà không yêu mến Chúa tôi sẽ không bao giờ tôi chia sẻ. Tại vì Chúa Giêsu ngài nói rằng là của kẻ ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng để dâng hiến của cải chúng ta cho Chúa không tiếc. Nhưng mà khi chưa yêu Chúa đó quý mà cha, một xu chúng ta cũng kỳ nèo với Chúa nữa quý mà cha. Đó lý do tại sao mà có nhiều người họ bỏ nhà thờ, họ bỏ sự sống lại, họ không thèm đi theo Chúa nữa. Bởi vì lúc nào nhóm ơi, con mục sư cũng kêu dâng hiến rồi chương trình này chương trình kia. Thôi tôi thấy qua kia thấy yên tâm hơn, ở bên kia hả, họ không có kêu gọi dâng hiến gì hết. Ở đây dĩ nhiên chúng ta có quyền tự do để chúng ta chọn lựa cái nơi chúng ta nhóm lại. Nhưng mà tôi muốn nói cho quý vị nghe một điều, là từ bởi tấm lòng của tôi, đó chính là quý mà cha em ơi, chúng ta không có con đường tắt ở trong sự thành công thịnh vượng
của Đức Chúa Trời, quý mà cha. Không có con đường tắt quý mà cha. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta thấy được có một con đường duy nhất thôi để chúng ta được phước và được bước vào trong xứ, đó là chúng ta phải dân hiến và ban phát. Chúa nói rằng là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Và ở trong Malachi đoạn số 3, câu số 10, lời của Chúa nói thế này về sự dân hiến. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực ở trong nhà ta, và từ nay các ngươi kha lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho ngươi, đổ phước xuống cho ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Anh chị em ơi, Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta được phép để thử Chúa ở trong lĩnh vực dân hiến mùng 10 này. Nếu chúng ta muốn thấy được phước hạnh của Chúa đến trên gia đình của chúng ta, hãy thử đi. Thử dân hiến 10%, tức là 1/10 lợi tức của chúng ta. Một tháng chúng ta có thể đi làm được 5 triệu, thì 10% đó là 500 ngàn. 500 ngàn quý vị dân được không? Rồi ai đó bán được cái mảnh đất là 2 tỷ, dân 200 triệu. Giảm không? Chúa ơi, xin Chúa cho con bán được cái nhà này 10 tỷ, con sẽ dâng cho Chúa 1 tỷ. Nhưng mà Chúa hỏi rằng là hồi sáng con đi nhóm con dâng cho ta bao nhiêu? Dạ con dâng 50 ngàn Chúa. Trong túi thì mấy chục triệu luôn, nhưng mà dâng 50 ngàn mà còn trả giá lên trả giá xuống đó quý vị. Nếu mà chúng ta không trung tín cho việc nhỏ, làm sao chúng ta trung tín cho việc lớn được quý mà cho em. Có người nói Chúa ơi, con mà bán nhà xong là con dâng cho Chúa 10%. Nhưng quý mà cho em ơi, nói trước bữa hôm qua, ngay bây giờ nè, nếu chúng ta trung tính từ chuyện việc nhỏ, có 100 ngàn dân ơi Chúa 10 ngàn, có 1 triệu dân ơi Chúa 100 ngàn, từ từ Chúa sẽ nâng cấp đức tin chúng ta lên quý mài cha. Chúa không vội để giao chúng ta một cục quá lớn để rồi chúng ta vấp ngã và chúng ta không thể hoàn tất được cái sự dân hiến. Tôi chia sẻ cho những người đại gia trong tương lai để quý vị có thể nghe và biết cách làm thế nào để đổi cuộc đời của chúng ta. Nếu quý vị muốn đổi đời, quý vị cần phải đổi mới. Amen không ạ? Chúng ta tin Chúa đã 50 năm nay rồi, chúng ta cần phải thay đổi quý mà cha. Nếu chúng ta đã thấy tài chánh của chúng ta không được phước trong nhiều ngày tháng qua, anh chị em ơi, hãy thử áp dụng cái cách mới ở trong lời của Chúa để chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh của Chúa và sẽ đột phá trong tài chánh của chúng ta. Và tiếp theo nữa chúng ta cần phải làm để chúng ta kinh nghiệm sự trả nợ, đó chính là chúng ta hãy giữ ngày thứ bảy đang làm nên ngày thánh. Chúng ta cần phải có sự nghỉ ngơi ở trong ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát, để chúng ta thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa. Phải có một ngày trong một tuần để chúng ta được dành riêng cho Chúa và suy gẫm về lời của Chúa, cầu nguyện với Chúa, thờ phượng Ngài và học Kinh Thánh, cũng như là nghỉ ngơi trong thuộc thể của chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ thấy rằng tâm trí và tinh thần của chúng ta sẽ được tươi mới và tỉnh táo ở trong một tuần sắp đến. Hồi nãy có một người anh em đã cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta có được một cái sự nghỉ ngơi trọn vẹn ở trong ngày thứ bảy, để chúng ta có thể được phước ở trong tài chánh, ở trong công việc của chúng ta. Và tôi thấy rằng là thực sự là cầu nguyện đó đúng theo những gì mà tôi soạn ở đây. Đó là chúng ta khi chúng ta giữ ngày nghỉ đặng lên ngày thánh đó quý mà chèm, thì Chúa Ngài sẽ ban phước cho những công việc của chúng ta ở trong tuần lễ mới sắp đến. Tôi tin rằng là ngày mai là ngày thứ hai, anh chị em sẽ được phước khi mà anh chị em đã có một ngày trọn vẹn ở trong hôm nay, tức là ngày Chủ nhật, để chúng ta được tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa và nghe lời của Chúa. Đừng bao giờ chúng ta đánh đổi cái phước hạnh thờ phượng Chúa ở trong hội thánh của Chúa để chúng ta tìm kiếm một cái gì đó ở trong thế gian này. Bởi vì khi chúng ta đánh đổi như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy khô hạn và mệt mỏi nhiều hơn. Tôi xin làm chứng rằng là trước đây khi mà ba mẹ tôi được Chúa ban cho một cái xe du lịch, thì ba mẹ tôi có một cái công việc tay trái. Lúc đó ba mẹ tôi đã hầu việc Chúa rồi, thì có thêm một cái nghề tay trái, đó là mình chạy để mà chở khách đi du lịch. Nhưng mà quái âm thay quý mà cho em, từ thứ hai cho đến thứ sáu đó thì ít khách để mà kêu chở đi du lịch lắm. Nhưng mà đến ngày thứ bảy và chủ nhật thì khách ở đâu ùn ùn kéo đến, cứ nhờ chở chỗ này chỗ kia. Đến nỗi mà ba mẹ tôi không còn có thời gian để mà đi thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa trong ngày chủ nhật nữa. Và thế là ông bà đã quyết định bán xe. Và cảm ơn Chúa khi mà bán xe như vậy, dẫu rằng lỗ vài chục triệu đó, nhưng mà ba mẹ tôi được Chúa ban phước cho cái khác. Và qua đó tôi nhìn thấy rằng là thật sự khi mà chúng ta dám trả giá cho Chúa của chúng ta, thì Chúa Ngài cũng sẽ sẵn sàng để ban phước cho chúng ta gấp bội phần hơn quý mài cha. Và điều thứ tư,
đó là chúng ta hãy mỗi ngày công bố lớn tiếng rằng là tôi sẽ không mắc nợ nữa và Chúa sẽ đặt để tôi vào trong một vị trí thịnh vượng khác. Ở trong Samuel thứ nhất đoạn số 2 câu 8 chép rằng là Ngài đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Cảm ơn Chúa, Chúa Ngài sẽ rút chúng ta ra khỏi cái đống phân của nợ nần, ra khỏi những sự xấu hổ, những cái sự sỉ nhục của nợ nần tài chánh quý ma chép. Khi chúng ta công bố rằng Chúa Ngài chính là sự vinh hiển của tôi, Ngài là đấng tiếp trợ, Ngài là Jehovah Jireh của tôi, Ngài là đấng sẽ trả nợ thay cho tôi. Hãy công bố ở trong đức tin quý ma chép và Chúa Ngài sẽ thăm viếng và hành động theo đức tin của chúng ta. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ nào ái mộ nó thì sẽ ăn bông trái của nó. Anh chị em hãy nói ra lời tích cực, nói ra lời sự sống, nói ra lời giải thoát chính mình ra khỏi những nợ nần tài chánh. Và điều cuối cùng mà chúng ta cần phải làm để chúng ta được thoát ra khỏi những nợ nần tài chánh đó là chúng ta hãy có một cái kế hoạch cho sự chi tiêu của chúng ta. Đừng tiêu xài hoang phí và đừng sống vượt quá cái khả năng tài chánh của chúng ta. Chúng ta hãy học cách để tiết kiệm, quản lý tiền bạc cho nó hợp lý trở lại và đừng quá tham lam. Anh chị em ơi, chúng ta cần phải thay đổi những cái thói quen xấu này để chúng ta có một thói quen tốt của sự tinh kính. Hầu cho Chúa Ngài có thể nhìn thấy chúng ta là người quản gia ngay lành và trung tín. Tất cả những cái gì mà Chúa Ngài ban vào trong tài chánh của chúng ta quản lý nó một cách khôn ngoan và hợp lý thì Chúa sẽ ban thêm. Amen không anh chị em? Khi mà chúng ta sử dụng tài chánh chúng ta hợp lý, quý mà chị em, Chúa Ngài sẽ đổ vào nhiều hơn. Bởi vì Ngài thấy chúng ta là những người con khôn ngoan của Chúa. Còn nếu chúng ta không có một cái thói quen chi tiêu hợp lý đó quý mà chị em, rồi chúng ta tiêu xài hoang phí thì đến ngày cuối cùng chúng ta sẽ phải trả lời ở trước mặt Chúa về cái sự tiêu xài của chúng ta. Bởi vì đôi khi cái nan đề nó xuất phát là bởi vì cớ chúng ta đã thiếu cái sự khôn ngoan ở trong việc quản trị tài chánh. Và bây giờ thì tôi sẽ đến với cái phần hướng dẫn cầu nguyện để chúng ta được giải thoát khỏi món nợ tài chánh. Nếu quý mà chị em trong thánh muốn đời sống của chúng ta được thiết lập vững chắc ở trên nền tảng đức tin và chúng ta có một cái đức tin để chúng ta công bố đuổi đi tất cả những linh nợ nần ra khỏi gia đình, ra khỏi tài chánh, ra khỏi công ăn việc làm của chúng ta, thì xin mời quý vị hãy đứng lên cùng với tôi và chúng ta sẽ cầu nguyện, công bố những lời cầu nguyện này. Hãy cầu nguyện lớn tiếng thưa quý bà chị em để Chúa Ngài sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi những nợ nần tài chánh. Nếu anh chị em đang bị trói buộc ở trong cái linh của sự nghèo thiếu, tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài dùng những lời cầu nguyện này để đem đến sự giải thoát cho quý bà chị em ra khỏi những cái món nợ. Hallelujah. Hãy nói cùng với tôi, lạy Chúa Giêsu, xin Ngài giải thoát con khỏi cái núi nợ này trong danh Chúa Giêsu. Xin chỉ cho con đường để trả hết những món nợ trong đời. Xin hãy xóa đi sự nghèo đói và lạc hậu ra khỏi cuộc đời của con trong danh Chúa Giêsu. Xin Chúa đừng để con làm nô lệ cho những người cho vay, nhưng xin Chúa giải cứu con khỏi món nợ ngày nay trong danh Chúa Giêsu. Hỡi Chúa Giêsu là con vua David, xin hãy thương xót con và xóa mọi dấu vết nợ nần trong cuộc đời của con trong danh Chúa Giêsu. Xin hãy biến đổi sự than khóc của con thành sự nhảy múa vui mừng và xóa những món nợ của con trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin hãy nghe tiếng khóc của con và tha thứ cho con vì những sự lựa chọn sai lầm mà con đã làm ở trong trước đây. Xin ban cho con sự giải thoát nợ nần vì lòng thương xót của Chúa dành cho con trong danh Chúa Giêsu. Xin Chúa kéo con ra khỏi những bẫy lưới của những khoản nợ trong danh Chúa Giêsu Christ. Tất cả những lời trách móc và chỉ trích từ những người chủ nợ trong đời của con sẽ chấm dứt ở ngay trong tháng này nhân danh Chúa Giêsu. Con tuyên bố rằng Chúa Giêsu Ngài có ân huệ vô hạn và mọi khoản nợ trong cuộc đời của con sẽ được xóa bỏ trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin đừng phán xét con đối với những khoản nợ của con, nhưng hãy để cho cơn mưa của sự nhân từ Chúa rơi vào trong tấm lòng của con hôm nay trong danh Chúa Giêsu. Xin hãy thực hiện một phép lạ để trả nợ và hủy bỏ tất cả những khoản nợ của con trong danh Chúa Giêsu. Xin hãy chạm đến tấm lòng của những chủ nợ của con để họ không còn thù địch với con nữa cho đến khi họ nhận lại tiền của họ trong danh Chúa Giêsu Christ. Hỡi Đức Chúa Trời của sự thương xót, xin hãy để cho các chủ nợ của con được cảm động
với lòng thương xót đối với những khoản nợ của con ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Trời ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã giải thoát con khỏi nhiều món nợ trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin phép cầu nguyện, lạy Chúa, con cảm ơn Ngài bởi vì tình yêu của Chúa, sự nhân từ của Ngài và lòng thương xót của Ngài dư dật ở trên anh chị em chúng con. Chúa ơi, chúng con công bố rằng phước hạnh của Chúa, sự thương xót của Ngài sẽ đổ xuống ở trên tâm linh của anh chị em con giờ phút này. Chúa ơi, họ đã vâng theo lời của Chúa để công bố ra những lời cầu nguyện đức tin như vậy. Chúa ơi, xin hãy lắng nghe. Chúa ơi, xin hãy nghiêng tai và dũ lòng thương xót chúng con. Chúa ơi, còn những anh chị em chúng con đang hết lòng, đang tìm kiếm Chúa vì cớ nợ nần, vì gánh nặng quá lớn ở trong tài chánh bấy lâu qua, chúng con không biết phải giải quyết làm sao, nhưng mà buổi chiều hôm nay Chúa đã ban phát lời của Ngài qua lời của Chúa. Xin Chúa Ngài dùng lời của Ngài để thay đổi, để biến đổi hoàn cảnh của chúng con, để chúng con được giải thoát ra khỏi những nợ nần về tài chánh, và Ngài ban phước cho con việc làm của chúng con nữa. Chúa ơi, được dư dật ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Và Chúa ơi, chúng con đã công bố những lời như vậy, xin Chúa Ngài lắng nghe và Ngài thi hành phép lạ của Ngài qua đức tin của chúng con trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Mọi cái sự áp lực về tài chánh sẽ được thay đổi, mọi món nợ sẽ được Chúa Ngài giải quyết ở trong ơn của Ngài. Chúa ơi, theo cách của Chúa. Có thể chúng con không nhìn thấy được sự hành động này, nhưng mà bởi đức tin chúng con nhìn thấy được cái điều này là cái điều tốt nhất mà Chúa đem đến cho đời sống của chúng con. Trên tài chánh của chúng con việc làm của chúng con, có những cái lúc mà ma quỷ nó đã bóp nghẹt khiến cho chúng con không được phước ở trong tài chánh, thì trong danh Đức Chúa Jesus Christ nó phải buông bàn tay nó ra khỏi tài chánh của chúng con, để chúng con sẽ được phước trở lại ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Con cầu xin Chúa ngày cho chúng con có tấm lòng rộng mở để chúng con biết cách dâng hiến, và chúng con biết cách ban phát ra của cải của chúng con theo lời của Chúa, để phước hạnh sẽ càng thêm phước hạnh, và chúng con sẽ là những người được phước của Chúa, nguồn phước của Ngài cho những người xung quanh chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu bởi vì chúng con không phải là những người bị rủa sả ở trong tài chánh, không phải là gánh nặng của xã hội, nhưng mà chúng con là những nguồn phước của Ngài cho những người xung quanh chúng con. Xin Chúa thay đổi chúng con để chúng con trở thành những tướng lĩnh ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, và sau khi chúng con đã vượt thắng được những sự nghèo thiếu, những sự nợ nần ở trong tài chánh của chúng con, thì chúng con sẽ giảng dị để chúng con làm chứng về sự nhân từ, sự tốt lành, thanh tín của Chúa cho những người xung quanh chúng con hơn nữa. Con cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài bởi vì Chúa Ngài luôn lắng nghe và nhận lời cầu xin của chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng con đều là những người được phước ở trong nhà của Chúa buổi chiều này. Chúa công bố và đức tin này, chúng con sẽ được giải thoát khỏi nợ nần. Chúa ơi, chúng con sẽ được giải thoát khỏi nợ nần và không còn phải ở dưới sự nô lệ cho ma môn nữa. Chính Chúa Ngài sẽ là đấng trả nợ thay chúng con, và Ngài sẽ có chương trình tốt nhất cho chúng con, có thời điểm tốt nhất để chúng con được giải phóng ra khỏi tất cả những xiềng xích của nợ nần. Cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương gia đình của chúng con, yêu thương chúng con, và Ngài quan tâm đến tất cả mọi nhu cầu của chúng con từ xa, và Chúa đã thấy hết tất cả mọi sự, và Chúa Ngài đã cung ứng chúng con đầy đủ mọi sự ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài bởi đức tin, và chúng con cùng nhau thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.